là cái nền chính. Và mặc dù lễ hội trong bốn cái thân thờ tâm hoặc là pháp này là nền chính, nhưng mà trong khi hành trì hành giả vẫn thực hành và nhận biết những cái đề mục khác, nhận biết những cái đối tượng khác, chứ không nhận chỉ riêng cái đề mục chính mà thôi. À, thì đây là một cái điểm khác nhau, nhưng mà cũng có một cái điểm chung, đó là cái đề mục chính thì khác nhau, nhưng mà trong khi thực hành thì hành giả và quan sát tất cả bốn cái thân thọ tâm thân. Cho nên dù hành giả thực hành phương pháp nào thì cuối cùng hành giả cũng phải thực hành thân thọ tâm pháp và phải thấy danh pháp sắc pháp, nguyên nhân danh pháp sắc pháp và cái đặc tính hay là cái bản chất của danh pháp và sắc pháp. Trong 4 ngày vừa qua thì sư tin rằng đối với các hành giả thực hành suốt 4 ngày tích cực thì đã nắm những cái bước cơ bản cũng như những nguyên lý và có thể tiếp tục thực hành không những ở thiền viện hay ở thiền đường như thế này mà có thể thực hành ở nhà, ở mọi lúc, mọi nơi mà không có sợ sai hay là lạc đường. Và hôm nay thì thay vì là những ngày cuối cùng trong 4 ngày và trước khi chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ hồi hướng chư phước. Chư phước thì công đức nào mà chúng ta làm trong ngày để cho thân bằng đến thuộc cộng như đến tất cả chúng sanh. Trước khi chư phước thì chúng ta cùng nhau phát nguyện và tất cả chúng ta phát nguyện. Imaya Imaya Dhammanu Dhamma Dhammanu Dhamma Patipatiyang Patipatiyang Dhamma Buddhang Pucceme Buddhang Pucceme. Với sự thực hành pháp thiện này, với sự thực hành pháp thiện này là pháp dẫn dắt, là pháp dẫn dắt đến sự đoạn tận, đến sự đoạn tận khổ đau luân hồi, khổ đau luân hồi. Con xin cúng dường đến Phật bảo, con xin cúng dường đến Phật bảo. Imaya Imaya Dhammanu Dhamma Dhammanu Dhamma Patipatiyang Patipatiyang Dhammang Pucceme Dhammang Pucceme. Với sự thực hành pháp thiện này, với sự thực hành pháp thiện này là pháp dẫn dắt, là pháp dẫn dắt đến sự đoạn tận, đến sự đoạn tận khổ đau luân hồi, khổ đau luân hồi. Con xin cúng dường đến pháp bảo, con xin cúng dường đến pháp bảo. Imaya Imaya Dhammanu Dhamma Dhammanu Dhamma Patipatiyang Patipatiyang Sanghang Pucceme Sanghang Pucceme. Với sự thực hành pháp thiện này, với sự thực hành pháp thiện này là pháp dẫn dắt, là pháp dẫn dắt đến sự đoạn tận, đến sự đoạn tận khổ đau luân hồi, khổ đau luân hồi. Con xin cúng dường đến tăng bảo, con xin cúng dường đến tăng bảo. Imaya Imaya Dhammanu Dhamma Dhammanu Dhamma Patipatiya Yatijara Yadi Maranamha Parimut
Parimuchisami. Parimuchisami. Với sự thực hành pháp thiện này. Với sự thực hành pháp thiện này. Là pháp dẫn dắt. Là pháp dẫn dắt. Đến sự đoạn tận. Đến sự đoạn tận. Khổ đau luân hồi. Khổ đau luân hồi. Con sẽ chắc chắn. Con sẽ chắc chắn. Thoát khỏi. Thoát khỏi. Khổ sanh. Khổ sanh. Khổ già. Khổ già. Khổ bệnh. Khổ bệnh. Và khổ chết. Và khổ chết. Đăng mê pu nhân. Y đăng mê pu nhân. Niết bàn a sa. Bát cha yo ho tu. Nguyện những phước thiện thanh cao mà chúng con đã làm. Phước thiện thọ trì tam quy ngũ giới. Phước thiện cúng dường vật thực. Đến chư đại đức tăng. Phước thiện nghe pháp thỉnh pháp. Phước thiện thực hành thiền định và thiền quán. Sẽ là duyên lành. Hỗ trợ chúng con. Sớm thành tựu chánh trí. Chứng ngộ niết bàn. Diệt đoạn tuyệt mọi phiền não. Tham ái trầm luân trong tam giới. Măng bôi nhã ba găng. Ê mau bôi nhọ ba găng. Ma ta bi tu. Ma ta bi tu. Acariya nhà thi. Acariya nhà thi. Ta nan chê ba. Mê ta nan chê hoa. Sê sa sa ba sát ta nan cha. Sê sa sa ba sát ta nan cha. Vi sê sa tô. Vi sê sa tô. Unna vanta nancha. Arakha devata nancha. Arakha devata nancha. Dema. Dema. Sabbe pite. Sabbe pite. Punyapatin. Punyapatin. Ladhana. Ladhana. Sukhita hontu. Sukhita hontu. Dukkha mucchantu sabbadang. Chúng con xin hồi hướng chia sẻ những phần phước thiện thanh cao này đến ông bà cha mẹ, thầy tổ bạn hữu, cùng tất cả thân quyến. Hiện tiền cũng như đã quá vãng. Hiện tiền cũng như đã quá vãng. Và đến tất cả chúng sanh. Và đến tất cả chúng sanh. Nhất là ân nhân của chúng con. Nhất là ân nhân của chúng con. Và chư thiên hộ trì mỗi chúng con. Và chư thiên hộ trì mỗi chúng con. Chư thiên hộ trì tư gia. Chư thiên hộ trì tư gia. Văn phòng và công ty của chúng con. Văn phòng và công ty của chúng con. Chư thiên hộ trì. Chư thiên hộ trì. Pháp đường nem này. Pháp đường nem này. Sau khi hoan hỷ thọ nhận. Sau khi hoan hỷ thọ nhận. Những phần phước thiện thanh cao này rồi. An lạc tiến hóa. Được an lạc tiến hóa. Và lợi ích lâu dài. Và lợi ích lâu dài. Và cầu xin quý ngài. Và cầu xin quý ngài. Hoan hỷ mách bảo. Hoan hỷ mách bảo. Cho tất cả ân nhân của chúng con. Cho tất cả ân nhân của chúng con. Đã quá vãng trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ. Đã quá vãng trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ. Nhất là bà cụ Trần Thị Kim Oanh. Nhất là bà cụ Trần Thị Kim Oanh. Mất ngày mùng 5 tháng 6 năm Đinh Dậu. Mất ngày mùng 5 tháng 6 năm Đinh Dậu. Hưởng thọ 68 tuổi. Hưởng thọ 68 tuổi. Hay biết rằng. Hay biết rằng. Phước báo mà chúng con đã làm. Phước báo mà chúng con đã làm.
hồi hướng đến các vị ấy, cầu xin các vị ấy hoan hỷ thọ nhận để thoát khỏi mọi cảnh khổ và được an lạc lâu dài. Và cầu xin quý ngài hoan hỷ hộ trì cho tất cả chúng con cũng như thân quyến tránh khỏi mọi điều rủi ro tai hại, được thành tựu những hạnh phúc, hạnh phúc có người, hạnh phúc có trời và hạnh phúc cao thượng niết bàn, cho được như ý nguyện. Lần thứ nhì, lần thứ ba, sa thu, sa thu, sa thu.